các cô bé thân yêu, dạo gần đây anh Tóc Xanh có một băn khoăn mà anh đi tìm lời giải đáp mấy ngày hôm nay. Đó là liệu anh Tóc Xanh có phải là một thiên tài hay... Ui dạ. Mày khoe như vậy có mệt không? Mệt. Đấy, câu hỏi là như thế. Liệu anh Tóc Xanh có phải là một thiên tài không các em? Ngoài thông minh, đẹp trai, học giỏi, tinh móc, vui tính, khỏe mạnh thì anh Tóc Xanh chẳng thiếu thứ gì cả. Có lẽ nào anh là một thiên tài, mà nếu không phải là thiên tài thì cũng phải là thiên tai. Thì nội dung của video ngày hôm nay đó là anh Tóc Xanh quyết định làm thử thách thiên tài trong vòng 15 giây. Có 12 câu hỏi, nếu mà anh Tóc Xanh vượt qua được 10 trên 12 câu hỏi này thì chứng tỏ anh chính là thiên tài. Còn nếu mà không thì chứng tỏ anh là thiên tai. Thì thiên gì cũng là từ trên trời xuống hết thôi. Biết đâu được, trong số các gấu bé cũng có những thiên tài đấy. Oh yeah, chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi nha các em. Ehem, anh bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Câu số 1. Xe lửa chạy hướng nào? Chạy hướng nào? Tất nhiên là đang, anh đoán là đang, xe lửa đang đi vào trong đường hầm. Xe lửa đang đi vào trong đường hầm. Trời, bao đáp án một chút. Anh đôi lúc anh lại nhìn thấy là cái tàu đi về hướng của anh, nhưng mà lúc mà anh vừa mới nhìn vào anh thấy rõ ràng là tàu đi vào trong đường hầm. Cái này sai sai á, cảm giác như có sự lừa đảo ở đây á. Xe đáp án nhé, anh đáp án của anh là đi vào đường hầm. Đáp án là gì? Xin 500 đáp án coi. Làm gì có đoàn tàu nào chạy được cả hai hướng. Tàu đi như này đi hai hướng thì như này đi cả hai hướng thì nắp bươm đoàn tàu chứ còn gì nữa. Thực ra thì anh cũng nhìn nó đi về cả hai hướng nhưng mà anh nghĩ là nó chỉ có một đáp án thôi. Ai ngờ đáp án lại là cả hai. Câu số 2. Nhìn thấy gì? Ok, câu này anh sẽ không dễ dàng bị lừa nữa đâu. Anh biết rồi, cái này là nó không phải chỉ có một đáp án, nó có thể có cả hai đáp án. Thì anh đợi một chút, anh sẽ nói đáp án của mình và sau đó mình sẽ so với đáp án của câu này. Các em có đáp án của mình chưa? Đáp án của anh là anh nhìn thấy hai con vật, đó là con sư tử và con chim. Đáp án của các em là gì? So sánh đáp án đấy nhá. Đừng nói là có ba con nha. Đừng nói là có ba con nha. Đập đầu vô gối chết nha. Sư tử và con chim. Yes. Đấy, câu số 1 chỉ là nháp thôi. Sau câu số 1 anh rút được kinh nghiệm rồi. Anh mà biết trước anh cũng trả lời đúng. Câu số 3. Anh chàng này đang nhắm vào vòng tròn nào? À trời ơi. Trời ơi má ơi. Vòng tròn nào? Câu này đùa. Đợi một chút. Anh à, cần phải có thời gian để nói ra đáp án của mình. Đáp án của anh Tóc Xanh là anh chàng này đang nhắm vào vòng tròn nào nhỉ? Anh nghĩ là vòng tròn. Vòng tròn đó chính là vòng tròn. Các em biết chưa? Chưa biết thì để anh nói cho mà nghe á. Tập trung nghe anh nói đi. Đó là vòng tròn màu... Cả ba vòng tròn. Các em thấy không? Câu số 1 là cả hai hướng, câu số 2 là cả hai con vật, câu số 3 là cả ba vòng tròn rồi. Nghe đáp án đi. Cả ba vòng tròn. Cả ba vòng tròn. Cả ba vòng tròn. Oh my god, anh trả lời sai rồi các em ạ. Trời ơi, lúc đó anh đã nghĩ là màu đen rồi, bởi vì nó ở giữa. Ai mà người ta chẳng ngắm vào cái ở giữa đúng không các em? Rồi bây giờ bắt lấy xích so đo lấy đo này, sao anh có thước đâu mà anh đo? Anh có thước để kẻ đâu? Thôi sai một câu cũng được, không sao. Câu tiếp theo. Câu số 4.
UFO nào sẽ bay đúng lề đường bên phải. Lề đường bên phải. Bên phải của cái UFO là cái bên này à, hay bên của mình? Thì anh đoán là bay đúng lề đường bên phải á. Anh đoán là hên xui đi. Thiên tài nhiều khi cũng hên xui các em ạ. Yeah! Anh đúng rồi. Đĩa bay A. Bạn nhìn thấy con gì? Con gì à? Anh là anh có đáp án rồi đấy. Các em có đáp án chưa đấy? Anh đợi hết giờ anh mới nói đáp án. Hết giờ rồi các em ơi. Anh đọc xem nói đáp án của anh nhá. Đó là anh nhìn thấy con heo và con cú. Con heo và con cú. Đó là con cú nằm ở mõm con heo. Chuẩn xác luôn. Không cần phải xoay ngựa anh cũng nhìn thấy con cú rồi. Bạn nhìn thấy gì ngoài con trâu? Nhìn thấy gì ngoài con trâu á? Nhìn thấy gì ngoài con trâu á? Xoay ngang xoay dọc cũng không thấy gì à? Từ đã. Nhìn thấy gì ngoài con trâu? Thì anh đã nhìn thấy rồi. Và bây giờ anh sẽ trả lời đây. Anh nhìn thấy một một cơ thể con người. Một cơ thể body. Anh nhìn thấy một cái body nhiều múi. Bây giờ anh sẽ xem đáp án này. Hy vọng là anh đúng. Robot đọc sách á? Đâu mắt nào, mắt của ai nhìn ra được đây là con robot đọc sách? Anh cũng đã quay lại để anh nhìn xem là ngược lại là cái gì rồi. Nhưng anh cũng không thể nghĩ đấy là con robot đọc sách được. Đây là anh bị sai hai câu rồi. Vậy thì anh có còn là thiên tài không? Anh nghĩ là có đấy. Bạn thấy bao nhiêu con vật? Bao nhiêu con vật à? Giờ anh sẽ đếm xem có bao nhiêu con vật đây. Trời ơi, có cần phải quay ngược lại không vậy? Anh nhìn thấy 4 con vật. Đó là 2 con gấu và 2 con gì đây anh không biết. Con mõm dài đây này. Con tê tê mõm dài à? Nói chung là có 4 con. Chúng ta hãy cùng xem là có đúng hay không nhá. Hai con thôi, chỉ có 2 con. Con thú ăn kiến, đúng rồi anh biết con này. Nhưng các em có nhìn thấy cái chân của con này nhìn giống y chang không? Đây này. Nhìn giống y chang mặt của một con gấu Bắc Cực. Vậy là anh sai à? Như vậy là anh đã sai 3 câu rồi đấy. Câu số 8. Nhìn thấy con gì? Kiểu này là không lừa được anh đâu. Anh biết những câu dạng như này rồi. Đáp án của anh tóc xanh là con gấu trúc. Lý do là các em chỉ cần xa ra một chút và nheo mắt lại. Đấy, giống anh này. Đấy, nheo mắt lại là tí hí mắt là sẽ nhìn thấy con gấu trúc. Em nhìn thấy chưa? Thì hy vọng là anh đúng. Chả phải hy vọng đâu vì anh đúng chắc luôn. Con gấu panda là con gấu trúc đó. Đưa điện thoại ra xa và nhìn thấy luôn. Quả trứng đang đứng yên hay nổi lên? Quả trứng á? Theo như anh thấy thì quả trứng đang đứng. Quên, không được nói đáp án để các em tự suy nghĩ.
Rồi, theo anh thì quả trứng này đứng im, chỉ có cái sọc kia di chuyển thôi. Do cái màu của nó làm mình bị ảo giác đấy các em ạ. Đứng yên, chắc chắn rồi. Gì? Bạn nhìn thấy gì ngoài chú chim vẹt? Nhìn thấy gì ngoài chú chim vẹt á? Anh nhìn thấy rồi các em ơi, anh nhìn thấy rồi các em ơi. Yeah, anh sẽ nói đáp án của mình cho các em. Đó là một người đang nằm như thế này. Đây nhá, anh diễn tả cho các em nhá. Người đang nằm như thế này, này. Đấy, cái chân co lên này. Ê, xong rồi chân kia duỗi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem đáp án nhá. À đây như này chứ. Phụ nữ là một người đó. Thấy chưa? Câu số 11 sắp đến câu cuối cùng rồi. Anh đang sai 3 câu. Bạn nhìn thấy chữ gì? Nhìn thấy chữ gì à? Câu này thấy hơi mẹo nha. Anh nhìn thấy anh nhìn thấy nhiều chữ. Thì bây giờ anh sẽ nói tất cả các chữ mà anh nhìn thấy. Anh nhìn thấy chữ evil và chữ good. Đúng ta? Đấy. Yeah. Câu số 12 và cũng là câu cuối cùng. Các em cố lên nhá. Nhìn bạn nhìn thấy con gì? Nhìn con gì à? Con gì à? Các em nhìn thấy con gì? Đáp án của anh tóc xanh là anh nhìn thấy con heo và con cú. Heo và cú mèo. Hai con heo ở hai bên. Và lại tạo ra con cú ở giữa. Yes. Hai con heo và một con chim cú. Chuẩn chưa nè. Bonus thêm một câu nữa nha các em. Câu này để gỡ lại câu sai vừa rồi của anh đi. Bạn nhìn thấy con gì? Câu cuối cùng rồi, cố lên các em ơi. Nhìn thấy con gì ta? Các em nhìn thấy con gì? À! Dừng lại. Dừng lại. Anh nhìn thấy con thỏ và con chim. Thiên tài chắc rồi các em ơi. Con thỏ nằm dọc và con chim nằm ngang. Con chim và con vịt đấy. Con này rõ ràng đang bay mà trời. Đâu có phải là con vịt đâu. Anh nhìn thấy con này rõ ràng đang bay, chứ không phải là một con vịt đang bơi. Thì anh nói là con chim chắc cũng được tính nhở các em nhở. Yeah. Kết thúc thử thách rồi. Và anh đã đúng được 10 trên 13 câu. 10 trên 12 câu thì không được, nhưng mà anh đúng được 10 trên 13 câu các em ạ. Thì như vậy anh có thể khẳng định là anh chính là thiên tài. Nếu mà bạn nào cũng trả lời đúng được 10 trên 13 câu thì các em đều là thiên tài giống anh. Chúng ta đều là thiên tài hết. Hôm nay là có một cửa hàng nước ép bán rất là rẻ, nên là anh đã mua cực kỳ nhiều nước ép về uống luôn. Ngon quá. Có thể là vì uống nhiều nước ép cho nên anh đã trở thành thiên tài. Các em cũng chăm chỉ uống các loại hoa quả ép sinh tố nhá. Bây giờ thì chào các em và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.